hết rồi. Còn thằng Chu đang ở đâu rồi? Thưa đại ca, bọn nó đang ở gia đình kia kìa. Chúng ta hãy mau trả thù cho tung lung đi. Trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù. Ca, có chân to rồi. Có chân gì vậy? Thưa đại ca, bọn thắng thiếp muốn trả thù đối mình rồi. Bọn nó đi ra đâu rồi? Thưa đại ca, bọn họ đi tại ruộng, đi tại bia rồi. Wow, sao tụi nó đi nhanh thế? Thưa đại ca, chúng ta phải làm sao? Giờ chúng mình phải đi trốn thôi. Thank you.
ở bên kia, thằng này ở bên kia. Không có gì đâu đại ca.